Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hãng tin TASS trích dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, phóng từ trên không, trên biển và máy bay không người lái tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực công nghiệp quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở đạn dược máy bay được các nước phương Tây chuyển đến Kiev. Tại hai sân bay, dường như ám chỉ về chiến đấu cơ S-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trước đó, theo nguồn tin của RIA Novosti, lực lượng Nga còn nhằm mục tiêu vào khu vực ivano nơi có nhà kho được cho là chứa hai chiếc tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ Ukraine. Tuy nhiên, chưa rõ hiệu quả của đòn tấn công. Tháng trước, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, Nga cảnh báo những máy bay này không thể xoay chuyển tình hình và sẽ bị bắn hạ. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, những máy bay F-16 xuất hiện và sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào đến cục diện chiến trường. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã công bố phần thưởng cho lực lượng nào của Nga bắn hạ F-16. Ngoài ra, một kho nhiên liệu ở Ukraine cũng bị tấn công. Có rất nhiều xe cứu thương được nhìn thấy trên đường phố khi quân đội đã phong tỏa một số khu vực của thành phố. Theo đó, quân đội Nga thông báo đã phá hủy 3 kho đạn giã chiến, 3 trạm radar tác chiến điện tử và phản phá của quân đội Ukraine, 2 xưởng sản xuất UAV, máy bay không người lái của Ukraine và tấn công hàng loạt nhân lực, khí tài quân sự của đối phương tại 143 địa điểm. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công, dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp điện và vận chuyển vũ khí và đạn dược bằng đường sắt đến tuyến liên lạc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko mô tả tình hình hiện tại là rất khó khăn, đồng thời cho biết đơn vị điều hành lưới điện đã kích hoạt chế độ cắt điện luân phiên. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan nói rằng 15 khu vực đã chịu thiệt hại do loạt tên lửa và UAV. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tiết lộ, trong 24 giờ qua, đặc nhiệm của nước này đã phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép và một xe tăng của Ukraine ở mặt trận Kursk. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết, các binh sĩ của chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong một ngày, lực lượng đặc nhiệm Akhmat phối hợp với Lữ đoàn 2 đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và xe tăng AMR. Ngoài ra, có các phương tiện cơ giới khác cũng bị lực lượng Nga phá hủy ở tỉnh Kursk. Theo Thiếu tướng Ati Alaudinov, trong 24 giờ qua, các binh sĩ nước này cũng phá hủy một khẩu súng cối và một khẩu pháo của quân đội Ukraine ở Kursk. Ông lưu ý rằng đa tiến công của lực lượng Ukraine đã bị chặn đứng và gánh chịu thiệt hại nặng nề ở mặt trận này. Ông nói thêm, đối phương đã nỗ lực tiến lên nhưng vô ích chúng tôi đã triển khai hoạt động quân sự ở nhiều khu vực để chặn đà tấn công của Ukraine và giải phóng một số khu định cư. Tôi tin rằng hoạt động này sẽ tiến triển từng ngày. Trước đó, ông Apti Alaudinov cho biết quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams của Ukraine tại vùng biên giới Kursk. Theo phía Nga, đây là một dấu mốc quan trọng vì trước đó không có thông tin nào về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng Mỹ trong các hoạt động chiến đấu. Ông Apti Alaudinov nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối phương không có hoạt động chiến đấu tích cực nào. Chúng tôi đã phá hủy khoảng 10 thiết bị, trong đó có một xe bán tải và một xe tăng Abrams của Ukraine. Theo ông Alaudinov, xe tăng M1A1 Abrams đã bị phá hủy trong một cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội của Nga và Ukraine. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng thành công này là do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng Nga và việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại có thể chống lại công nghệ phương Tây một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của xe tăng do Mỹ sản xuất trên chiến trường ở biên giới Nga-Ukraine cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình gia tăng xung đột. Xe tăng M1A1 Abrams là một trong những mẫu xe bọc thép mạnh mẽ và tiên tiến nhất đang được quân đội các nước NATO sử dụng. Theo kênh Telegram Military Observer, lực lượng hàng không vũ trụ Nga bất ngờ tấn công lực lượng vũ trang Ukraine, AFU và đặc nhiệm NATO trên đảo Germany, còn gọi là đảo rắn ở Biển Đen. Con số thương vong không được tiết lộ, nhưng các nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có sĩ quan đặc nhiệm. Báo cáo cho biết, theo thông tin sơ bộ, đêm 25 tháng 8, các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã giáng một đòn mạnh vào một nhóm tác chiến đặc biệt Ukraine và lính quân sự tư nhân phương Tây trên đảo Germany ở Biển Đen. Theo thông tin từ các nguồn độc lập, lực lượng đổ bộ bao gồm các sĩ quan tác chiến đặc biệt NATO đã đến đảo bằng tàu cao tốc từ căn cứ ở Rumani nhưng bị phát hiện. Về thông tin này, kênh Telegram tóm tắt và phân tích kế hoạch quân sự cho biết, cuộc tấn công của Nga được thực hiện bởi máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57, bóng ma bầu trời. Vụ tấn công bất ngờ đã khiến nhiều sĩ quan thương vong. Đảo rắn trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi các sĩ quan Nga trên sáu hạm Moskva của hạm đội Biển Đen yêu cầu binh sĩ Ukraine đồn trú trên đảo đầu hàng. Một binh sĩ Ukraine đã trả lời qua radio yêu cầu tàu chiến Nga hãy đi đi. Cụm từ này sau đó đã trở thành khẩu hiệu quốc gia xuất hiện trên các biển quảng cáo, áo phông, thậm chí là tem biêu chính của Ukraine. Đảo rắn có diện tích khoảng 17 hecta và nằm cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35 km. Trước xung đột, khoảng 100 binh sĩ biên phòng Ukraine đồn trú trên đảo rắn. Nga kiểm soát hòn đảo vài ngày sau khi chiến sự bùng phát. Hòn đảo có vị trí chiến lược vì án ngữ các tuyến đường biển đến Odessa, càng chính ở Biển Đen của Ukraine. Ukraine đã sử dụng tên lửa diệt hạm tấn công tàu Moscow ngày 14 tháng 4 năm 2022, khiến xoáy hạm này bị chìm trên Biển Đen. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Nga rút toàn bộ lực lượng trên đảo rắn, tuyên bố đây là cử chỉ thiện chí. Lực lượng Ukraine sau đó tiếp quản hòn đảo này. Hồi đầu tháng 7, Ukraine đã công bố những đoạn video chưa từng thấy về nhiệm vụ giành lại quyền kiểm soát đảo rắn từ Nga khi Kiev đánh dấu 2 năm ngày xảy ra cuộc phản công này. Đoạn video bắt đầu bằng cảnh các vụ nổ ở khắp hòn đảo sau các cuộc không kích của Ukraine trước khi quân đội của nước này đổ bộ lên đảo, bắn vào các mục tiêu và băng qua đống đổ nát đầy khói của các tòa nhà. Cơ quan an ninh Ukraine SBU mô tả cuộc đột kích phản công là một chiến dịch độc đáo và cực kỳ quan trọng, bắt đầu sự dịch chuyển dần dần của đối thủ khỏi biển đen. Vừa qua, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến của hai nước Mỹ, Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận Song Long 2024 kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 9 tới đây. Tham gia cuộc tập trận này có lực lượng quân đổ bộ cấp sư đoàn và hơn 40 tàu gồm tàu vận tải cỡ lớn Đốc Đô và Marado, tàu tấn công đổ bộ Boxer của Mỹ, tàu đổ bộ In Chun Bông, Trơn Cha Bông và Trơn Quang Bông, các tàu hộ vệ và tàu quét mìn, khoảng 40 xe bọc thép tấn công đổ bộ 40 máy bay của hai nước Mỹ, Hàn, bao gồm máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, trực thăng đổ bộ Marineon và máy bay vận tải C-130 của không quân Hàn Quốc cùng lực lượng biệt kích của Thủy quân lục chiến Anh cũng tham gia tập trận. Mục đích của cuộc tập trận song long 2024 là tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp tại khu vực ven biển phía đông và thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. Cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Tác chiến máy bay không người lái, drone, được thành lập vào tháng 9 năm 2023. Cuộc diễn tập này được tiến hành song song với cuộc tập trận không quân và cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi 2024. Cùng thời điểm, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Yoon suk yeol đã gặp Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ Jack Reed DRI để thảo luận về cách tăng cường thế trận phòng thủ chung nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy liên minh song phương và hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản để ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa. Ngoài ra, ông Jun Suk Jiang cũng đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ tăng cường cam kết răn đe mở rộng của Washington. Tổng thống Jun Suk Jiang chỉ rõ Hàn Quốc và Mỹ nên tiếp tục hợp tác và cho thấy thế trận răn đe hùng mạnh dựa trên thế trận phòng thủ chung vững chắc. Về phần mình, nghị sĩ Reid đảm bảo sự ủng hộ kiên định của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đối với Liên minh Seoul. Washington bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vừa công bố nước này và Hàn Quốc tổ chức vòng đàm phán thứ bảy về hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự SMA lần thứ 12 tại Seoul từ ngày 27 đến 29 tháng 8. Dự kiến trong vòng đàm phán lần này, Washington sẽ tiếp tục tham vấn với Seoul trên nguyên tắc phân chia một cách hợp lý khoản gánh vác của Hàn Quốc để vừa thiết lập điều kiện đồn trú ổn định cho lực lượng của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á vừa tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân. Vòng đàm phán lần này diễn ra chỉ 2 tuần sau vòng đàm phán thứ 6 trước đó diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 8. Hiệp định SMA quy định về mức đóng góp của Hàn Quốc trong khoản chi phí dành cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ bao gồm 3 hạng mục là chi phí nhân công, chi phí xây dựng quân sự và chi phí hỗ trợ vật tư hậu cần. Tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii, lớp Virginia của Hải quân Mỹ, cập cảng tại Australia để bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu tiên nước này bảo trì tàu ngầm hạt nhân. Được biết, Virginia đang là loại tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ, biến thể mới nhất có giá lên tới 2,6 tỷ đô la Mỹ một chiếc. Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Virginia được phát triển vào những năm 2000, sau khi lớp sea bị hủy do Mỹ không cần chiến hạm lớn, mạnh và có khả năng lặn sâu để săn lùng tàu ngầm liên xô ở Bắc Cực tàu ngầm lớp Virginia Block V mang được 40 tên lửa hành trình, cho phép Mỹ rút bớt tàu ngầm lớp Ohio cải hoán, bù đắp thiếu hụt về hỏa lực tên lửa tầm xa trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường với Nga và Trung Quốc. Việc bảo trì bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Australia là một bước tiến mới và quan trọng trong kế hoạch triển khai luân phiên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ và Anh đến Australia. Đây là một phần trong nỗ lực ba bên rộng lớn hơn giữa Mỹ, Anh, Australia nhằm giúp Hải quân Hoàng gia Australia, RAN, hình thành lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng được trang bị vũ khí thông thường. Tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii đã đến căn cứ hải quân HMS Sterling ở bờ biển phía tây của Australia để tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu tiên người Australia tham gia vào giai đoạn bảo trì tàu ngầm của Mỹ tại Australia. Hơn 30 nhân viên Australia đã tham gia vào giai đoạn trao đổi kiến thức bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 với sự hỗ trợ và giám sát của Hoa Kỳ chuẩn đô đốc Matthew Buckley, trưởng phòng năng lực tàu ngầm của cơ quan tàu ngầm Australia cho biết, đây là thời điểm quan trọng đối với Hải quân Hoàng gia Australia khi lần đầu tiên chúng tôi có những người Australia được đào tạo và cấp chứng chỉ về việc bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Hải quân Australia RAN đã liên tục gửi binh sĩ đến Hoa Kỳ và Vương quốc Anh để đào tạo về hoạt động và bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân. Đây là một phần của thỏa thuận an ninh ba bên Australia, Anh, Mỹ, tức AUKUS được công bố lần đầu tiên vào năm 2021. Mục tiêu cuối cùng của AUKUS là thành lập lực lượng tàu ngầm trang bị vũ khí thông thường, chạy bằng năng lượng hạt nhân cho RAN. Ở một diễn biến liên quan, Australia và Anh cam kết đẩy nhanh việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS. Cam kết được đưa ra tại cuộc họp 2-2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước ở thành phố Adelaide của Australia hồi tháng 3. Nhằm đẩy nhanh việc bàn giao hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia, Canberra sẽ đóng góp 4,6 tỷ đô la Australia, tức khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, cho ngành công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Anh để xây các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết khoản tài trợ này sẽ đảm bảo Australia mua được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có trang bị tên lửa tầm xa. Theo ông, các tàu ngầm này cung cấp khả năng phòng thủ quan trọng nhất cho Australia và chắc chắn sẽ được đưa vào vận hành trong tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh, AUKUS là một dự án lớn và cần thiết đối với an ninh của Australia, Anh và Mỹ. Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ được triển khai. Chính phủ Đức vừa qua đã phản đối quan điểm của giới chức Czech cho rằng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc, Nord Stream, có thể là mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Tổng thống Czech Petr Pavel trước đó đã khẳng định quan điểm trên với tờ Novinky. Ông lưu ý cuộc xung đột vũ trang được tiến hành không chỉ chống lại các mục tiêu quân sự mà còn chống lại cả các mục tiêu chiến lược. Và các đường ống dẫn khí có thể được coi là như vậy. Trả lời báo giới khi được hỏi liệu chính phủ Đức có đồng tình với quan điểm rằng nếu Ukraine đứng sau hành động phá hoại các đường ống dẫn khí đốt này, đây có phải là mục tiêu hợp pháp hay không? Người phát ngôn của chính phủ Đức, Stefan Hebestreit nói không. Hãng tin TASS dẫn lời ông nhấn mạnh đây là một tội ác và tội ác này sẽ được điều tra. Theo ông, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nêu rõ điều này trong các cuộc đàm phán với phía Séc cũng như với nhiều đối tác quốc tế khác. Trong khi văn phòng tổng công tố Đức vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra, ông August Hanning, cựu giám đốc cơ quan tình báo Đức từ năm 1998 đến năm 2005, tiết lộ với tờ DWK rằng tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đồng ý hợp tác phá hoại các đường ống dẫn dưới nước vì hành động này không thể chỉ là nỗ lực riêng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Đức yêu cầu Kiev và Warsaw bồi thường thiệt hại sau vụ nổ tại các đường ống dẫn khí nếu phát hiện bất kỳ sự liên quan nào. Trước đó, công tố viên Đức đã phát lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraine được nêu tên là Volodymyr Z, bị cáo buộc là một trong những thủ phạm đã gài thiết bị nổ vào các đường ống dòng chảy phương Bắc. Đức đã đề nghị bắt giữ nghi phạm này trên toàn châu Âu hồi tháng 6. Được biết, nơi ở cuối cùng của nghi phạm này là tại Ba Lan. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết đã nhận được lệnh bắt giữ mà Đức đề nghị, song đối tượng không bị bắt do đã rời Ba Lan sang Ukraine hồi đầu tháng 7. Các nhà điều tra Đức cũng xác định thêm hai người Ukraine, gồm một người đàn ông và một phụ nữ, được cho là đã làm thợ lặn trong các vụ tấn công. Tuy nhiên, chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành đối với hai người này. Các đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 vận chuyển khí đốt dưới biển Baltic bị vỡ do một loạt vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 các vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến 3 trong số 4 đường ống dòng chảy phương Bắc. Nga đổ lỗi cho Mỹ, Anh và Ukraine gây ra các vụ nổ. Xong cả ba nước đều bác bỏ cáo buộc trên. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành điều tra độc lập và Thụy Điển đã tìm thấy những dấu vết chất nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường, đồng thời xác nhận các vụ nổ là hành động cố ý. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại việc điều tra vào tháng 2 vừa qua, song không xác định được bất kỳ nghi phạm nào. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ thành lập lực lượng vệ binh không gian quốc gia và xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa kiểu vòm sắt trên khắp nước Mỹ. Bình luận trên được ông đưa ra trong bài phát biểu trước Hội nghị Hiệp hội Vệ binh Quốc gia tại Detroit. Ông Trump cũng đã cam kết xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa kiểu vòm sắt của Israel có thể đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn ngay trong lãnh thổ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống vòm sắt trên khắp đất nước như của Israel. Từ hàng chục năm trước, tổng thống Ronald Reagan từng rất mong được sở hữu vòm sắt, nhưng vào thời điểm đó chúng ta chưa làm chủ được công nghệ đó, giờ thì chúng ta đã có thể. Ông từng tuyên bố sẽ nỗ lực xây dựng vòm chắn vĩ đại nhất do nước Mỹ có nhiều đối thủ. Tuy nhiên, vòm sắt là lá chắn chuyên đối phó các loại vũ khí tầm ngắn như rocket, UAV không hiệu quả trước tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong khi đó, Mỹ nằm giữa Canada và Mexico nên gần như không đối mặt với các mối đe dọa tầm ngắn khiến vòng sắt khó phát huy hiệu quả, theo các chuyên gia quân sự. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phiên bản vòng sắt nếu có tại Mỹ sẽ rất khác biệt tại Israel và giá thành cho phiên bản này sẽ rất đắt đỏ, trong khi nhu cầu sử dụng lại không có nhiều. Thay vì thế, các chuyên gia gợi ý nên cải thiện hệ thống lá chắn tên lửa hiện có bằng cách triển khai thêm nhiều lớp phòng thủ tên lửa cho các hệ thống hiện có của Mỹ. Không chỉ ở Mỹ, nhiều nước châu Âu cũng từng lên kế hoạch cho sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu ESSI xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung tương tự vòm sắt của Israel trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ. Sáng kiến này có sự hợp tác của 21 quốc gia. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu được hình thành như một cơ chế để các nước châu Âu cùng nhau mua sắm các hệ thống phòng không có khả năng tương tác trên mặt đất bởi theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, không quá khó để hình dung ra một cuộc tấn công tiềm tàng vào châu Âu có thể xuất phát từ đâu. Trong khi đó, vòm sắt của Israel từ lâu đã được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, bảo vệ bầu trời nước này khỏi tên lửa và các mối đe dọa trên không khác. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề xuất tỷ phú Elon Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong nội các của ông. Ông Trump nói, Ông Elon Musk muốn tham gia nhưng ông ấy đang điều hành các doanh nghiệp lớn nên ông ấy không thể phục vụ trong nội các. Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông có mối quan hệ tuyệt vời với ông Elon Musk, người trước đó tuyên bố sẵn sàng đảm nhận một vị trí tại Nhà Trắng. Doanh nhân này cũng đăng tải hình ảnh của mình sau bục phát biểu với chú thích bộ hiệu quả của chính phủ. Đầu tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, ông Trump đã mô tả ông trùm công nghệ Musk là một người rất thông minh. Thời điểm đó, ông Trump nói, tôi chắc chắn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào nội các nếu ông ấy sẵn sàng. Theo Đài RT, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Musk cũng viết, tôi sẵn sàng phục vụ. Ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 227 tỷ đô la Mỹ. Ông từng tự nhận là người trung lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, tỷ phú này thậm chí từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Musk gần đây bắt đầu công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lúc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, ông Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng tôi hoàn toàn ủng hộ cựu tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11, Phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đều đang vận động tranh cử. Trước đó, ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F Kennedy Jr tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Kennedy cho biết đã gặp cựu tổng thống Trump nhiều lần và đạt được sự đồng thuận về các vấn đề như an ninh biên giới, quyền tự do ngôn luận, chấm dứt xung đột Ông Kennedy phát biểu trong cuộc họp báo rằng vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề và cách tiếp cận, nhưng chúng tôi lại thống nhất quan điểm về các vấn đề quan trọng khác. Theo khảo sát của Real Clear Politics, Phó Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ông Donald Trump trên toàn quốc với tỷ lệ 0,5%. Cuộc thăm dò của New York Times, Siena cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm tại tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Đến thời điểm hiện tại, ông Donald Trump vẫn chưa tranh luận trực tiếp với bà Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ. Hồi cuối tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump đối đầu với ông Joe Biden trong cuộc tranh luận dẫn đến việc ông Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống. Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tuyên bố họ chỉ cam kết tổ chức hai cuộc tranh luận giữa ứng viên Tổng thống và một cuộc tranh luận ứng viên Phó Tổng thống. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, lịch trình sắp tới của cựu tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ giờ đến ngày mùng 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày mùng 10 tháng 9 tới với phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay, ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hậu trường, là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ. Sau nhiều lần thảo luận, gần đây, ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9. Như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó, đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, nước Mỹ. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc, được trường luật Market công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngả hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Những sự kiện sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump là khó thay đổi. Đối với ứng cử viên Harris, những tuần tới áp lực sẽ ngày càng tăng trong việc trình bày chi tiết hơn các kế hoạch của bà nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt, bao gồm nhập cư, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và tội phạm. Bà chắc chắn sẽ được yêu cầu nêu rõ học thuyết chính sách đối ngoại và nêu chi tiết hơn về cách bà có thể xử lý một loạt các điểm nóng nước ngoài. Hiện tại, nhóm của bà dường như không vội vàng đưa ra các báo cáo chính sách hoặc lên lịch trình xuất hiện chính sách. Trong tuần tới, lịch trình tranh cử của ông Trump kín đặc với các sự kiện vận động tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, các bang xanh quan trọng nắm giữ chìa khóa của kỳ bầu cử tháng 11. Theo CNN, đây được xem là nỗ lực lật ngược tình thế của Đảng Cộng hòa khi cuộc đua đã sắp cán đích và bà Kamala Harris vẫn đang ở kèo trên trong hầu hết mọi bảng xếp hạng. Lịch trình tranh cử của ông Trump đã được điều chỉnh sau thành công của đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào tuần trước. Nhiều nhà quan sát nhận định Vị thế và sức ảnh hưởng liên tục tăng cao của bà Harris sau sự kiện này đang đe dọa khả năng trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Tất nhiên, cựu Tổng thống cần phải tăng cường hiện diện trước công chúng nhằm giành lại sự chú ý. Song câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu ông Trump có thay đổi cách tiếp cận cử tri để phù hợp với thời cuộc hay không? Đội ngũ vận động tranh cử và những người ủng hộ trung thành của ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông theo đuổi một đường lối tranh cử nghiêm túc hơn trong thời gian tới. Cuối tuần trước, trên chương trình State of the Union của đài CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng thông điệp của Đảng Dân Chủ về sự lạc quan và niềm hy vọng được đưa ra trong đại hội toàn quốc vừa qua đã mở ra một cơ hội thay đổi trong trăm. Ông Graham nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN, Đảng Dân Chủ nói về hy vọng và sự lạc quan, nhưng họ không biết rằng những điều này không tồn tại trong thế giới thực. Thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn. Hóa đơn sinh hoạt và chi phí nhà ở của các bạn sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi một nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn lên thay thế trước đối thủ mới đến từ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris. Chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng ông chỉ nói lan man và không có trọng tâm. Giáo sư Dan Casino thuộc Đại học Feleth Dickinson nói, ông Trump đã xây dựng sự nghiệp chính trị của bản thân xoay quanh hình ảnh người da trắng nam tính. Trong quá khứ, điều này được xem là thế mạnh, nhưng hiện không rõ hình ảnh đó có còn tác dụng không. Đồng thời cho rằng ông Trump nên tinh tế và khéo léo hơn trong tranh cử. Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng Chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng. Một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía Nam. Trong khi đó, chương trình nghị sự của ông chủ cũ Nhà Trắng cũng có nhiều điểm sáng, nhưng chúng đã bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng xã hội, phần lớn là công kích cá nhân. Cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ không bị thuyết phục bởi những yêu cầu thay đổi chiến thuật tranh cử từ các cố vấn. Tại một cuộc họp báo vừa qua, khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Đảng Cộng Hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình. Ông Trump đã nói, về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân. Trước truyền thông, ông chủ cũ Nhà Trắng cho biết sẽ điều hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình, theo đó nhấn mạnh những thành tiệu đạt được trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình trên nền tảng so sánh với chính quyền đương nhiệm. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Bất chấp số người thiệt mạng ngày càng tăng ở khu vực giải Gaza, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, Mỹ ban hành luật cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và phê duyệt thêm 20 tỷ đô la Mỹ bán vũ khí cho Israel. Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất từ Mỹ, tổng cộng khoảng 310 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, phó tổng thống Kamala Harris thay thế ông và đang chạy đua vào Nhà Trắng. Nhóm chiến dịch tranh cử của bà Harris cho hay Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel nếu bà Harris đắc cử, bất chấp lời kêu gọi từ nước ngoài, cử tri Mỹ và các nhóm nhân quyền chính quyền ông Joe Biden không thể ngăn cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Gaza. Mỹ không công khai thông tin chi tiết tất cả loại vũ khí họ cung cấp cho Israel. Theo một báo cáo từ tháng 3, Mỹ được cho đã phê duyệt và chuyển giao hơn 100 vụ bán vũ khí cho Israel kể từ khi xung đột bùng phát. Nhưng những thương vụ này không công khai vì không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Bộ Quốc phòng Israel cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở giải Gaza vào tháng 10 năm ngoái, Israel nhận hơn 50.000 tấn vũ khí từ Mỹ, bao gồm xe bọc thép, đạn dược, thiết bị bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế. Theo tờ The Times of Israel, những đợt giao hàng này rất quan trọng nhằm duy trì năng lực hoạt động của lực lượng phòng vệ Israel IDF trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Israel đã tiết lộ số liệu về trang thiết bị quân sự mà Mỹ viện trợ cho chính quyền nước này. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Israel viết, hơn 500 máy bay vận tải và 107 tàu thuyền đã bàn giao hơn 50.000 tấn thiết bị quân sự từ Mỹ tới Israel. Những trang thiết bị được chuyển giao cho Tel Aviv gồm có xe thiết giáp, đạn dược, đồ bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế. Tất cả những thiết bị được bàn giao trên rất quan trọng trong việc duy trì khả năng tác chiến của lực lượng phòng vệ Israel IDF trong cuộc xung đột. Cũng theo thông cáo trên, nỗ lực hậu cần quy mô lớn đã được thực hiện bởi nhiều ban ngành trong chính quyền Tel Aviv trong đó có không quân Israel. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết rằng hàng loạt lệnh sơ tán đã được chính quyền Israel đưa ra thời gian qua ở giải Gaza đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ đang hứng chịu chiến sự này. Tại Geneva, dẫn số liệu thống kê của OCHA cho biết số lệnh sơ tán được ban hành vào tháng 8 đã lên tới 16, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 258.000 người hay khoảng 12% dân số Gaza. Kể từ hôm 23 tháng 8, quân đội Israel đã ban hành 3 lệnh sơ tán mới cho hơn 19 khu dân cư ở Bắc Gaza và Deir al với hơn 8.000 người ở những khu vực này. Riêng tại Deir al cơ quan Liên Hợp Quốc tại Gaza đã phải dừng các hoạt động nhân đạo khi lệnh mới của Tel Aviv đã đề nghị nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ di rời cùng với gia đình của họ. Thông báo của OCHA bày tỏ quan ngại về các lệnh được đưa ra, ảnh hưởng tới 15 cơ sở có nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc, và các tổ chức phi chính phủ, 4 nhà kho của Liên Hợp Quốc, bệnh viện al hai 2 phòng khám, 3 giếng nước, một hồ chứa nước và một nhà máy khử muối. Trong khi đó, trên mạng xã hội, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus cho biết các cơ sở y tế đứng trước nguy cơ không hoạt động. Nhiều bệnh nhân và nhân viên đã rời khỏi bệnh viện al làm giảm năng lực chăm sóc sức khỏe. Sản lượng nước ở Diyambala cũng giảm 85% do mất khả năng tiếp cận các nguồn nước ở những khu vực được chỉ định. Về bệnh bại liệt, sau ca đầu tiên được xác nhận, các đối tác của OCHA tại hiện trường cho biết ít nhất 50.000 trẻ em sinh ra rất khó có thể được tiêm chủng do hệ thống y tế sụp đổ. Mới đây, UNICEF cũng xác nhận rằng 1,2 triệu liều vaccine ngừa bệnh bại liệt loại 2 đã được đưa vào giải Gaza để tiêm chủng cho hơn 640.000 trẻ em. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên thường kỳ để lắng nghe các báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở giải Gaza bước sang tháng thứ 11. Tại New York, các thành viên Hội đồng Bảo an, đại sứ Israel, quan sát viên thường trực của Palestine và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình trên thực địa ở Trung Đông. Các đại diện một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nghiêm túc thực thi các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mới đây, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nabin Abu Rudene đã lên án phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir về việc xây dựng một giáo đường do Thái bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo al qasa mà Israel gọi là núi đền. Theo hãng thông tấn Wafa, Bộ trưởng Rudene nhấn mạnh người dân Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm danh giới đỏ nhà thờ Hồi giáo al qasa linh thiêng. Ông cáo buộc Tel Aviv đang tìm cách kéo khu vực này vào một cuộc xung đột tôn giáo gây tác động tiêu cực tới tất cả mọi người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để kiềm chế chính quyền Israel và buộc họ phải tuân thủ nguyên trạng pháp lý cũng như lịch sử tại Jerusalem. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel ra thông cáo báo chí nhấn mạnh không có sự thay đổi nào về nguyên trạng ở núi đền, tức anquasa khu phức hợp nhà thờ hồi giáo anquasa qassah mà Israel gọi là núi đền có ý nghĩa thiêng liêng đối với cả người hồi giáo và người Do Thái. Từ lâu, nơi đây đã là điểm nóng giữa hai bên. Theo nguyên trạng, các tín đồ không phải người hồi giáo có thể đến thăm công trình này ở trung tâm thành cổ Jerusalem nhưng không được phép cầu nguyện hoặc trưng bày các biểu tượng tôn giáo ở đó. Tuy nhiên trong phát biểu gần đây, Bộ trưởng Ben Gurion tuyên bố người Do Thái có thể cầu nguyện tại đây, khiến chính quyền Palestine bất bình. Hãng thông tấn thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cũng đưa tin Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên án mạnh mẽ những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gurion về kế hoạch xây dựng giáo đường Do Thái trên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ Israel phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ nguyên trạng tại nhà thờ hồi giáo Al-Aqsa và tôn trọng các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Ai Cập đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một thế lực chiếm đóng và chấm dứt các tuyên bố không thiện chí nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Cairo, những tuyên bố vô trách nhiệm như vậy liên quan các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở các vùng lãnh thổ của Palestine chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực, cản trở nỗ lực đã được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dọc theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 với đông Jerusalem là thủ đô